Hôm nay mình đi vô rừng nó tiếp tục các bạn. Đi vô rừng tìm kiếm những cái cây. Gặp cái gì là mình chơi cây nói các bạn. Cây gì mình thích là mình đào. Còn cây gì mình không thích thì đỡ đấy. Trong rừng đây là nhiều loại cây lắm các bạn. Cái tầm bảy tầm ba mà tùm lum tùm lứa. Đấy. Mới sáng giờ chim kêu ấy, chim kêu sao thổ. Hôm nay mình leo lên khu vực đây, ủi lên nữa đi, nó gặp được gì không các bạn? 1, 2, 3 ủi lên leo coi, nó gặp được cái gì nó gặp nghe. Sao mà rừng nó tình chịch lắm. Sao 1, 2, 3 dưới. Hồi sớm giờ mình leo lên nửa sườn núi các bạn mà chưa thấy cái cây gì hết á. Tạo lắm. Ở dưới dưới lên là rừng dây không à. Mình phải lên những cái mỏm đá treo leo kìa các bạn. Mặt mây nó mới có những cái cây hải châu hay là cái cây gì tầm bảy tầm bả. Leo dữ lắm, leo rồi á mà chưa thấy gì hết. Chỗ kia có con đại bàng nó bay ngon à. Bây giờ dần rồi ta thôi con cũng cuốc cả tao non thử các bạn. Tao bến tới chỗ thử coi thử nó ra sao. Mình đi tới đây các bạn, tới gặp mấy cây hải châu này. Chú, ngày xưa anh em ở đào này. Cái thân này. Đấy. Mày. Tỏ khư vậy. À. Có cái rỡ. Được. Còn cái rỡ ấy. Coi thứ các bạn. Một cái rỡ to bên kia. Ở đây có cái rỡ nào nữa không? Đây. Đây có cái rỡ này các bạn. Anh em đào cây. Bây giờ anh coi thứ nghiên cứu cái rỡ thôi. Chú, đào hết rồi. Chú quá. Thôi mình kiếm thôi các bạn. Đọc đẻo đồ coi thứ có cái rỡ nào được giật không. Chứ coi anh em họ đào sạch rồi. Mình đọc thử các bạn. Đây nè. Thẳng lắm. Thẳng lắm các bạn. Nên không có lấy nha. Đỡ lại. Nó thẳng trừ trừ mà lấy cái gì. Đỡ lại. Làm giống cho rừng. Để kiếm được các bạn, lên với cái giúp đá rồi thôi. Còn sót được cây nào nhỏ nhỏ không? Mình gặp đây cái trò mồi này các bạn. Chụp cái gốc to gươm. Mà chụp nó bông. Chụp bông nó tính như cỏ ấy. Chụp sao không nghe. Từ dưới kia lên tới đây. Nãy giờ lậu bên giấc mà anh em ở đào. Không lỗi một cây. Chụp đất núi mà đào còn thích nghiệt hơn đất đá luôn các bạn. Đào sạch sẽ luôn á. Không còn cây nào hết á. Còn mấy cái rỡ liêu quy. Thôi bây giờ rủi lầm lên thứ ơi. Rủi đại lên thứ đó được cái gì nó được ơi. Còn có xuống không. Cho nó nhẹ đào tôi nó bớt khổ. Chú bây giờ leo lên này. Mình lên tới tận chốc cao các bạn. Mà không thấy cái gì hết. Họ đào tuyệt đỡ. Tiết trên trời rồi. Đây, chàm nhánh này xưa bỏ lại. Không còn thấy một quê. Đừng có nói cái châu nữa. Thua. Bây giờ không biết ngồi đây suy nghĩ nên làm gì. 1, 2, 3 kiếm ngõ đi xuống. Chứ có lẽ đi về cho nên chết các bạn. Ôi dù. Hồi nãy giờ tèo lục lạo tích trước kia tèo lên đây. Thôi kiếm chỗ bỏ nhảy gấp các bạn. Đi sáng giờ các bạn mới gặp được một cây hải châu à. Chú cho nó thỉnh tới tàu nữa chứ. Gấp rỡ sao chỗ này à. Chú thỉnh này cao lên trời. Lá trên trời các bạn phức hết rồi nha. Cô thứ mấy giờ rồi. Ui chú. 11 giờ rưỡi
gặp một cái trụ điện. Thôi, cũng đào bậy các bạn. Thử nó ra sao nha. Cái gốc từ đây. Rồi chút mình đào xong mình cái lá mình kéo xuống ngoài. Mình đào một chập mà nó chưa lên các bạn. Cắt bỏ cái thân này. Chú sẽ thẳng dữ. Má ơi, nó thẳng. Nó ảnh được cái chút rồi. Còn như thẳng trừ. Cái đọt nó này các bạn. Lá nó này. Chú, lá. Lá tàu rồi. Đấy. Anh em thấy mấy cái lá rồi kêu à. Hải Châu vậy. Siêu dí ấy. Nó gì nó trầm to hết các bạn. Ơ rừng nó càng nó dài nè. Đấy, cái đây cái lá tròn nha. Một cây Hải Châu. Ui, dài lắm nha. Cái đọt. Mẹ, cho tự dưới tư. 5 mét. Thôi, còn cái gốc. Thôi, lấy cái gốc các bạn. Cái đọt bỏ. Đây, mình đào nó xem rồi. À, một cái gốc. Thẳng trừ các bạn. Chú, nó thẳng tàu à. Đây. Ma ơi, nó thẳng. Sao, thẳng cũng cầm bậy đi các bạn. Đấy. Cây lá nó nhịp nhụa vậy á. Ôi, sao, sao thẳng chứ. Còn nhiều rỡ, mà ít đất. Hơn quá. Không cỡ các bạn không có cũng đào bậy nha. Chứ không hơn giờ không. Giờ cứ trồng bậy đấy. Ngày qua tháng lại rồi. Nó ra, được cái gì nó ra. Đấy, mình còn có cây thẳng trừ sáng giờ. Có được cái chiều kem kem này. Thôi, thôi, thôi. Còn kiếm đến này. Đào đến các bạn. Mình gặp đây chiến tích của năm 6 năm trước này các bạn. Đấy, cành nhánh ấy. Bây giờ nó mục của các bạn. Khoảng tầm 5 đến 6 năm về trước. Là những cây đây được anh em mình. Đào nó. Bây giờ cành nhánh một lỗ này. Đấy, rỡ cũng mập lên đó. Mà rỡ chút chút không à. Không có rỡ bự. Thật thở nữa các bạn, đỡ đấy. Cho nó mập lên giống. Chú cho thân cành quen. Hư. Thôi, mình dũi dũi đi thử các bạn. Có cây nào không? Nhân gió chứ còn cây to không còn nữa. Cái cây thẳng mình cầm theo này. Hồi sáng giờ được một cây đấy á. Mình gặp đây một cây nữa các bạn. Chứ mà cây đây mình không đào. Mới xuống côi rồi các bạn. Đấy, lá lý nó ấy. Thấy thích ra. Cho nên mình không đào các bạn. Còn cái cây gốc ngày xưa anh em mà đào cái này. Cành nó bỏ. Đây, họ đào chỗ đây. Không ạ, đi đi đi. Bỏ chạy các bạn. Thử gốc. Hồi sáng giờ gặp hai ba coi mà không nên hình nên dáng. Thôi đi bài thứ các bạn con có thì đi xuống núi luôn. Mình gặp đây được một gốc nữa các bạn. Cái gốc đây nó to. Ai chỉ cái thân các bạn. Ngày trước mà chỉ cuối này mất cái thân rồi. Còn cái gốc nó ra mầm này. Đây ra mầm ra lá. Trời, cái gốc này chắc cỡ 20 mấy hoành các bạn. Trên thân đây chắc cỡ 25 hoành. To chứ. Mình phải dọn dọn mấy cái cành này. Đấy. Đào á. Đào lấy cái gốc. Banh ra thứ các bạn. Chú, cái này mà còn cái đọt chắc nào cũng đào rồi chứ có không đâu. Mọc lên tuột rồi. Đấy. Đấy. Hải Châu. Chú. Siêu siêu dí, siêu cung khí, đào đến đi. Mình xuống phía dưới thấy một gốc nữa. À, hai gốc đã. Mình tưởng bên đây giờ không chứ. Cái đây cũng bị, người ta nó chặt cuối các bạn. Cái vùng đây nó chặt cuối, nó đốt than. Vậy cái nó chặt mất cái thân hay còn cái gốc. Anh em họ không thấy. Vậy là mình được hai gốc xuống. Mệt quá, tướng đâu giờ không các bạn. Bây giờ là anh đào cái gốc trơn này trước hả? À? Đào gốc trơn trước các bạn. Mình coi thử gốc trơn lên đá trúng gốc dưới không? Là anh đào gốc trơn trước hả? Chú, nó mặc mấy chỗ treo leo. Mệt quá, nó chặt cuối cái còn cái gốc.
anh em không thấy, tưởng bữa nay giờ không rồi chết á. Đi cuối đời cũng gặp được lan, đù cái bông thiên tớ. Đây đây đây, đây là bông thiên tớ, một cây thiên tớ đang ra cái bông này các bạn. Hô, ra cái bông này, cái cây, hình như cái cây. Coi thôi, lan van đây còn cây nào nó chặt gốc được nữa không? Hú hồn, chứ còn cái đọt là làm sao còn tới lượt mình. Thao cỡ nó, tán cái đầu cái thiết to vậy á. Giờ nuôi cho nó lâu thế chứ. Đào á, lấy đồ á, đào các bạn. Giờ này đào chứ không có tiện nữa đâu. Không có mấy cỡ gì nữa đấy. Lấy đồ ra. Đây, mình đào nó lên các bạn. Một cây hái trâu. Chú trà. Nó to mà đào lên giống cái củi vừa quá. Đấy này đá. Dập da chỗ đây nữa chứ. Chú hai cái rỡ chẳng hắn chẳng hơi chết không. Thôi rồi á. Thôi nghiên cứu cái chọn lại các bạn. Chú. Đào lên đá đất linh lục cục. Không có cái bầu đất đâu nha. Mấy chỗ đây khối bàn chuyện bầu đất đây. Thôi mình đem xuống chỗ đây ngầu kích đây. Mình kích xong rồi các bạn. Thằng này mày to nghe. Một cái thân. Thấy cái rỡ này nó các bạn. Cái rỡ này thắng quá. Đói. Đây. Một cây hái trâu này các bạn. Wow. Chú. Tủi lũi. Không có bảo đất bảo điếc gì hết á. Một cây cuối đúng nghĩa. Đấy. Còn hai cái rỡ bự các bạn. Được mấy đầu? Một đầu rỡ, hai đầu rỡ, ba đầu rỡ, bốn đầu rỡ, năm đầu rỡ, sáu đầu rỡ. Đây, còn được đầu thân này. Một đầu thân, hai đầu thân. Chú, cái hoành chỗ đây cũng phải tầm 25. Ở dưới thì to hơn cỡ bà nữa các bạn. Một cây hái trâu. Chú, cha. Đấy. Đầu á. Một khúc cuối đúng nghĩa các bạn. Để xuống đào khúc cuối kia nữa luôn à. Cái bảy khúc nữa. Bây giờ mình chuẩn bị làm cây cuối thứ hai. Đây là cây cuối thứ hai này. Nó bị lũa một phía nha. Hầu cái thằng đây to này. Nó chết, nó lên lại cái thằng đây. Một cái hang động. Ôi dồi. Đỡ đào cái hang động này ra thôi. Lấy ra được khúc cuối nữa không? Cái đất ở đây ngày xưa giờ anh em mình đào vẫn vậy các bạn. Nó cứ nó ra là cây cuối giống vậy á. Ít khi có cái bầu đất lắm. Tại vì đá này, đá lục cục lãng cản là bươi ra là đất ở bùi nó rất hết. Phế lắm. Dắt cây ngựa cuối đi vậy không này. Thật, bây giờ là mình đào nó ra á. Rồi, cây hái trâu thứ hai mình đã đào lên các bạn. Thành một cái cuối nữa. Mày, cha ơi. Thấy chưa? Đào lên là như cái cuối vậy á. Đấy, rửa tơ rửa cám đâu, mấy năm cộng đâu. Ở đây ngày xưa giờ đào nó vẫn vậy các bạn. Một cây hái trâu như cây cuối. Tờ gọt lại các bạn cho nó gọn gọn nha. Rồi mình hãy cầm đi. Đây phía sau nó này. Đấy. Chú cho nó giống cuối sao không đâu. Quán thánh trù nữa chứ. Hái trâu đất núi nó vậy các bạn. Đây là cây đất núi nha. Nó thánh trù trù vậy. Kết xong rồi các bạn. Đấy, rỡ phía đây mình bỏ nha. Bỏ rồi. Còn mình trồng nó nghiêng nghiêng vậy. Phía đây có cái thẹo này. Cái thẹo đây giờ để mình lấy cái cưa mình lặn phía bên kia. Cái cưa này nó cũng nhây lắm các bạn. Vì nhà lấy cưa mình quất sẹt đèn đường nó. Tính sao? Chô, hai trâu ông ơi. Cái hoành cũng bự nha. Đây. Đấy, giờ trồng vậy á. Nó ra được cái gì nó ra. Chút cái đầu này giống cái súng cừu á. Rồi mình được hai khúc cuối các bạn. Kia một khúc, đây một khúc. Hôm nay được hai khúc cuối bự. À, có màn xuống. Mình làm hai cây. Bó lại thành một cục. Đấy. Rồi bỏ vô ba lô các bạn. Chút chút bó quấn như sắc ướp á. Xong nó chạy nó chấp các bạn. Bỏ vô ba lô nữa. Là an toàn. Mang đi.
bạn đi kiếm nữa nha, cứ vậy muốn mình kiếm chừng nào tới xí thôi. Gặp hai cái nhỏ nữa, cái nhỏ nữa các bạn nằm trên kệ đá bên đây coi nữa này, đấy chung vô dưới đá kìa, đó mình cậy tiếp các bạn. Còn ngày trước đào này, đấy ngày trước đào cái to, bây giờ đào cái trúc lá nó này các bạn, hải châu lá nhỏ. Ôi, đây đây nữa. Đấy. Cái hả? Cái tiếp tục các bạn. Nó được cái gì nó được. Cái đến cái đại. Mình cậy ra mấy cục đá to các bạn. Mà lên xuống đây này. Đấy. Cứ sợ hai ba cục luôn. Mà bây giờ cái góc nó này nó còn chui dưới nữa. Chết cha, lấy được không ta? Ồ lúc lích. Thôi kệ thưa ơi, có ngon lành bố phế gì không? Được rồi, mình lượm nó ra. Ý mình qua mình đào cái bên đây luôn các bạn. Đây. Mình lấy ra được hết hai cây các bạn. Đây, kệ đá này. Trấn thương rồi dữ lắm. Chú, cho tắt da tắt đồ nữa chứ. Đấy. Mình được một cây. Cái đây nữa. Cái đây nó ở chỗ đây nha. Đấy, nó kẹt đá ra cái đuôi chuột ấy. Tìm bẹp luôn này. Thế mình nghiên cứu cái cây này chạy dính luôn các bạn. Chú, cho cả đá này thương tích này. Cả bên này cả bên kia bẹp lép nữa nha. Hay chưa? Sao chức lấy cái góc này làm cục cục phải bỏ vào luôn. Mình làm cục ngốn hết rồi. Chú, cho cây già đó này. Nó sống lâu nè các bạn. Nó già dữ lắm. Đây chưa hai cây cục ngốn, cái đây nó đùng cục nữa chứ, mà xuống đây nó bẹp thì mới hay chứ. Sao gối lại bỏ ba lô thôi, cái thằng bỏ kìa. Hồi sớm giờ mình đi xuống núi các bạn, mà chỗ đây nó dày đen này, không thấy ngọn đi luôn. Chú tớ buông tới đây nó mệt. Đấy, ba lô rồi giải cây rồi giải nằm ngứa nằm nghiêng hết rồi. Chú, sao mà râu dưới rồi? Chết. Mấy giờ râu? Ráng tuôn ra. Ôi, 3 giờ rồi. Lo mà tuôn các bạn. Chú, cha sao mà vậy dữ vậy? Tao đi mệt, dê kèn rồi. Mình đi cuối cùng cũng tới đường các bạn. Phân quá. Sài Gòn thiên tiến. Và xuống xe các bạn. Chúng ta râu đến trong rừng hồi nãy giờ. Muốn chết. Cậy ạ. Sao mà nó râu như tơ. Hư quá. Rừng gì mà nó râu thấy sợ. Không quá. Bây giờ băng xuống chỗ đây nữa. Băng xuống chỗ đây nữa. Đi theo đường. Họ đi theo đường ở đây. Băng xuống chỗ đây nó mệt lắm. Đấy, cứ đường mòn đi. Tới rừng trồng rồi là có cái đường đi các bạn. Hồi nãy giờ ở trên cao nó giấu kín. Đây này, chui vô động rừng rồi này. Xuống tới đây là phế. Không ạ, đỡ quá, bữa nay mang toàn cuối không. Thế dắt coi thì chết. Nó nảy lôi không các bạn. Cuối có tội em không? Có tụi em cái gì không? Cái bự bự này. Gặp cái lầm luôn ấy. À, không có. Chú cái kèo. Cái kèo thiệt đá luôn các bạn. Mặn thấy tụi em. Để mình tiếp tục đi các bạn.